review sách sáng tạo, bừng cháy sức mạnh bên trong, ô số. Sự nhàm chán thôi thúc con người ta buộc phải tạo ra những điều gì đó thật sáng tạo để làm mới cuộc sống của mình hàng ngày. Sáng tạo thì không có bất kỳ giới hạn nào và với ô số sáng tạo chính là hương thơm của sự tự do. Mời bạn đọc cùng khám phá cuốn sách sáng tạo, bừng cháy sức mạnh bên trong của bậc thầy tâm linh ô số. Giới thiệu về ô số. Ô số là một trong những nhà huyền môn nổi tiếng và gây tranh cãi nhất thế kỷ 20 những giáo huấn của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên tất cả những khía cạnh của cuộc sống, từ sự tìm kiếm hạnh phúc cá nhân cho đến những vấn đề chính trị, xã hội cấp thiết về những mối quan tâm về tinh thần của thời đại chúng ta. Với trí huệ, sự hài hước cùng nghệ thuật kể chuyện bậc thầy của mình, ông đã dẫn dắt thính giả thấu hiểu những khái niệm triết học một cách rõ ràng và thông suốt. Tờ Sunday Times của London mô tả ô số là một trong một nghìn người kiến tạo của thế kỷ 20. Còn tờ Sunday Midday của Ấn Độ bình chọn cho ô số là một trong mười người cùng Gandhi, Nehru và Đức Phật thay đổi vận mệnh của Ấn Độ. Một số cuốn sách của ô số bạn đọc có thể tham khảo thêm Đức Phật, Lòng Chắc Ẩn, Ươm Mầm, Phụ Nữ, Đàn Ông, Hạnh Phúc Tại Tâm. Giới thiệu về sách Bạn có thể vươn tới đỉnh cao nếu sống một cuộc đời đơn chiều, nhưng chỉ là một đỉnh cao mà thôi. Còn tôi lại muốn bạn trở thành cả dãy Himalaya với muôn trùng đỉnh cao. Con người đơn chiều đã thất bại. Anh ta không thể tạo ra một hành tinh đẹp đẽ, không thể tạo ra thiên đường trên chính mặt đất, anh ta đã thất bại, hoàn hoàn thất bại. Anh ta có thể tạo ra một vài con người tuyệt vời nhưng không thể chuyển hóa, cũng như không thể nâng cao tâm thức của toàn thể nhân loại. Đâu đó chỉ mới có một vài cá thể đạt đến sự khai ngộ, thế cũng chẳng giúp ích được gì. Chúng ta cần có thêm nhiều người được khai sáng hơn nữa và khai sáng theo con đường ba chiều. Đó là định nghĩa của tôi về con người mới. Ô số. Cảm nhận về sách sáng tạo, bừng cháy sức mạnh bên trong. Hành động khác với hoạt động. Khi nhìn vào tự nhiên chúng ta thấy được sự tĩnh tại và vô lo tuyệt đối, thật ra cuộc đời chúng ta cũng phải thuận theo dòng chảy tự nhiên thì tâm mới có thể an yên, tự do để làm điều mình muốn được. Hành động và hoạt động thì khác nhau hoàn toàn bởi để đạt được một điều gì đó hãy đảm bảo rằng tâm trí của bạn được yên tĩnh tuyệt đối, khi đó bạn sẽ hành động một cách sáng suốt. Nếu làm việc với một cái đầu quá nhiều suy nghĩ, ám ảnh thì sẽ không có chỗ cho những nguồn năng lượng tích cực giúp bạn sáng tạo. Hành động là sản phẩm của một tâm trí tĩnh lặng điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này trong khi đó hoạt động lại là sản phẩm của một tâm trí bất ổn nên là điều tệ hại nhất. Mọi khoảnh khắc trong cuộc sống sẽ được thay đổi bằng chính tình yêu của bạn. Thánh nhân cũng là những con người bình thường nhưng họ thiết tha yêu cuộc sống này. Trẻ củi, gánh nước, nấu ăn, tất cả những gì anh ta chạm vào đều toát lên vẻ đẹp thiêng liêng, thần thánh. Anh ta đâu có làm chuyện gì quá lớn lao, anh ta làm mọi việc bằng cả tấm lòng của mình cuộc đời của những vĩ nhân luôn được chúng ta nhìn bằng con mắt vô cùng ngưỡng mộ bởi khí chất mà họ toát ra thế nhưng có phải chỉ có những người như họ mới có thể sống một cuộc đời vĩ đại và đầy sáng tạo bằng những con đường khác biệt không thật ra mọi sự vĩ đại trên đời này đều xuất phát từ những điều nhỏ bé nhưng lại ít được chúng ta đặc biệt quan tâm một người đạt được thành công không phải vì một ngày nào đó anh ta đã cố gắng mà chính là những công việc hàng ngày mà anh ấy đã làm dùng đôi tay của bạn để lắng nghe Đôi mắt để quan sát và quan trọng nhất là trái tim để cảm nhận những điều nhỏ bé phi thường hiện hữu hàng ngày bên bạn. Ô số nói sáng tạo không hề liên quan gì đến bất kỳ công việc đặc biệt nào. Sáng tạo chỉ liên quan đến ý thức của bạn. Nếu dùng tâm của chính mình để làm việc thì cho dù là rửa bát, dọn dẹp nhà cửa hàng ngày cũng mang đến cho bản thân bạn những trải nghiệm tuyệt vời. Sự sáng tạo tối thượng và ý nghĩa cuộc đời. Cuộc đời sẽ chẳng có gì là đặc biệt nếu chúng ta lặp lại những điều đã sẵn có. Ý nghĩa cuộc sống hay niềm hạnh phúc thực sự cũng chẳng được Thượng Đế cất giấu ở một nơi nào đó để chúng ta dốc sức đi tìm. Cha mẹ sinh ra hình hài của chúng ta nhưng cuộc đời của bạn chính xác là được tạo ra bởi bản thân bạn. Nếu mong muốn một cuộc đời thật thông thái, ý nghĩa và trọn vẹn thì đừng ngồi im một chỗ để chờ đợi điều gì đó, mà hãy chủ động tạo ra nó. Hãy ca ngợi người đã tạo ra tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Hãy ca ngợi người đã thổi sáo thật hay. Từ nay trở đi, hãy để sự trân trọng này trở thành phẩm chất tâm linh. Trích dẫn hay từ sách. Ý thức nói lên sự hiện hữu, chắc ẩn là tình cảm, còn sáng tạo chính là hành động. Con người mới phải bao gồm cả ba yếu tố trên. Năng lượng vốn tích cực, đầy sôi nổi và thiêng liêng. Khi năng lượng được thể hiện ra bên ngoài, con người sẽ trở nên sáng tạo, thông minh và tinh nhạy hơn, có thể mang đến những điều tốt đẹp. Ý thức về cái tôi lúc nào cũng khiến bạn lo lắng, run sợ. Bạn luôn cần đến sự hỗ trợ từ người khác, chẳng hạn như cần một ai đó đánh giá cao mình, một ai đó vẫy tay tán dương bạn. Khen bạn đẹp hay thông minh. Sáng tạo là hòa nhịp tuyệt đối với toàn thể, rồi mọi sự sẽ diễn ra theo cách của riêng nó. Trái tim bạn sẽ cất lên tiếng ca vui, bàn tay bạn sẽ biến đổi vạn vật. Khi bạn chạm vào bùn, bùn sẽ hóa thành hoa sen bạn chẳng khác gì nhà giả kim. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi sự thông minh trong bạn được đánh thức toàn diện, cũng như trái tim bạn hoàn toàn tỉnh thức. Con người cần phải chấp nhận tất cả, chỉ khi đó chúng ta mới có thể trở nên toàn vẹn. Nghệ thuật đích thực là cái có thể giúp bạn chiêm ngưỡng trong trạng thái an định, hoan lạc. Trên đây chỉ là những dòng review của mình về cuốn sách sáng tạo, bừng cháy sức mạnh bên trong của ô số và sách vẫn còn rất nhiều điều bổ ích để bạn đọc thêm vào cẩm nang sống đích thực. Với mình, mỗi lần đọc sách của ô số là mỗi lần cuộc đời mình được khai sáng để sống đời an nhiên, hạnh phúc một cách đúng nghĩa. Lời kết, logic thì lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo. Nó chỉ có ích trong toán học chứ về mặt nhân văn thì không nếu loài người trở nên quá logic thế giới này sẽ mất đi tính nhân bản và chỉ toàn là những con số không hơn không kém chính sự sáng tạo đem chúng ta đến những chân trời mơ ước cuộc sống sẽ trở nên vô vị nếu chúng ta ta sống theo những lối mòn hãy đánh thức những khả năng sáng tạo của bạn một cách tự nhiên để bừng cháy sức mạnh bên trong sống đời đặc biệt và cũng thật hạnh phúc theo cách của bạn nhé với những bạn mới làm quen với sách của ô số thì sáng tạo bừng cháy sức mạnh bên trong cũng sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho bạn cảm ơn bạn đã đọc bài review này của reader hy vọng những bài review sau của chúng tôi vẫn sẽ nhận được sự quan tâm theo dõi từ bạn